Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của mình đó mà. Ngày mai là mình bắt đầu nghỉ cuối tuần rồi. Hôm nay có một đứa em với các bạn có nhắn tin hỏi mình trên Facebook cá nhân của mình đó. Đó là hỏi hỏi mình đó là bây giờ bạn đó mới được 18 tuổi thôi các bạn ạ. Đang học lớp 12 á, và còn 2 tháng nữa là sẽ học hết cấp 3. Thì cái bạn đó muốn đi Nhật Bản làm việc các bạn. Thì hỏi mình á, đó là đi công ty nào cho nó uy tín á, và là gọi là không có bị lừa lọc các bạn. Thì thực sự á, mình đã chia sẻ rất là nhiều về cái công ty rồi là trung tâm để mà các bạn trẻ á, các bạn có thể tìm hiểu á, để lựa chọn mà đi những công ty đó ha, tránh khỏi thì phải bị lừa các bạn. Tại vì mình cứ nhận mình rằng này, nếu như ở Việt Nam á, mà các bạn chọn được một công ty môi giới xuất khẩu lao động á, uy tín á, thì cái khả năng các bạn qua đây này làm việc ở công ty xí nghiệp của Nhật Bản á, thì các bạn sẽ được đảm bảo nhiều cái quyền lợi hơn. Tại vì sao mình lại nói như vậy? Những cái công ty lớn á, và uy tín á, thì họ thường thường sẽ lấy cái chi phí ấy, các bạn khá là hợp lý. Nó nằm khoảng trong vùng á, mà tiền các bạn nhá, là trong cái quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội các bạn nhá, tầm khoảng từ 90 triệu đến khoảng 110 triệu thôi. Đó là mình muốn nói với các bạn về cái vấn đề tiền bạc. Còn cái thứ hai á, đó là những cái công ty lớn và uy tín đó á, thường thường á, nó sẽ có những cái văn phòng, có những cái trụ sở ở bên Nhật Bản đây các bạn ạ. Và đặc biệt đó, đa số họ sẽ lựa chọn những cái thành phố lớn như là Tokyo, hoặc là ở Osaka, hoặc là ở Fukuoka, tùy vào mỗi nơi các bạn ha. Thì tại vì sao mà mình lại nói như vậy? Tại vì á, nếu như có trụ sở ở bên này các bạn ấy, thì những công ty đó á, nó sẽ giúp đỡ các bạn nhiều hơn trong những cái số việc ngoài cái ý muốn đấy các bạn. Ví dụ như các bạn bị tai nạn trong công việc này, các bạn về lương thưởng á, nó không có song phẳng, hay là bị mập mờ cái gì đó, bất cứ một cái gì đó mà các bạn bị bị ảnh hưởng này các bạn á, thì các bạn cũng có công ty để các bạn hỏi ấy, các bạn hỏi để giải quyết như thế nào cho nó hợp lý ha. Tại vì lúc trước á thì nó mới khó khăn các bạn ạ. Còn khoảng 2-3 năm trở lại đấy á, thì người Việt Nam của mình á, càng ngày cái người lao động càng tăng lên rồi, và nhiều người á, nhiều công ty, nhiều hiệp hội á, thì họ cũng tuyển cái gọi là phiên dịch viên đấy các bạn, người Việt Nam cũng khá là nhiều rồi, để hướng dẫn á, và đào tạo cũng như là trao đổi với các bạn, làm việc với các bạn khá là nhiều về vấn đề thủ tục giấy tờ này, rồi là liên quan đến nhiều cái làm các bạn thi cử ở bên này như thế nào á, thì thường thường các bạn sẽ liên hệ qua những cái người của hiệp hội ha. Lúc trước thì thường thường á, toàn là người Trung Quốc các bạn. Nhưng mà người Trung Quốc á, thì lúc trước á, thì người Nhật người ta rất là ưa chuộng. Nhưng mà càng làm lâu á, càng làm lâu năm, càng chế ly, và họ có cái tính đó là hay bất lại người Nhật đó các bạn. Cho nên họ sợ các bạn ạ. Họ sợ người Trung Quốc. Vì vậy cho nên họ bắt đầu á, bây giờ này, họ mới tuyển nhiều người Việt Nam. Và bắt đầu họ tuyển nhiều người Thái Lan. Đó các bạn nhá. Còn cái tuyển người lao động Trung Quốc á, thì bây giờ nhiều công ty mà cách đây rất nhiều năm rồi các bạn, họ toàn tuyển người Trung Quốc không thôi. Đó, tại vì người Trung Quốc á, thì họ học hỏi trong công việc và họ quen việc rất là nhanh. Và một phần á, là vì cái văn hóa là một, và thứ hai á, là vấn đề về ngôn ngữ các bạn. Người Trung Quốc á, nhiều khi á, họ nói không giỏi, giao tiếp không giỏi, nhưng mà chỉ cần viết ra thôi á, là họ có thể hiểu được cái điều mà cái người á, họ muốn nói rồi. Đó là mình chia sẻ với các bạn như vậy ha. Đó là hai cái lý do chính mà các bạn nên lựa chọn những công ty lớn và uy tín để các bạn đi. Thì thực sự á, nếu như mà cái em này mới học 12 xong á các bạn, mà đã có cái ý nghĩ á, đi Nhật Bản làm việc rồi á, thì mình không biết là sớm hay là quá sớm, thì cái đó tùy vào mỗi người nhá. Còn đối với mình á, thì lúc nào cũng được các bạn ạ. Nhưng mà căn bản á, các bạn phải có những cái trải nghiệm mà việc này việc kia đã các bạn ha. Chứ các bạn bữa giờ á, nhiều khi các bạn chưa va đạp với xã hội nhiều á, chưa bị vấp ngã nhiều, cũng như là chưa bị ra xã hội á, để làm công việc này công việc kia nhiều á, thì nhiều khi các bạn qua đấy á, các bạn bỡ ngỡ là một, với thứ hai nhiều khi các bạn sốc
Tại vì đâu có phải ai cũng vào những công ty tốt đâu, đúng không? Đâu có phải ai cũng quản trị cảm xúc tốt đâu. Nhiều bạn á, mới khoảng 19-20 tuổi thôi, qua bên này á, người ta la mắng nhiều quá các bạn, là bật khóc là chuyện bình thường, nhất là các bạn nữ ha, hoặc là các bạn nam cũng vậy thôi. Nhiều khi á, nghe người ta nói, người ta nạt nộ á, người ta la những tiếng to á, thì buồn, nhưng vẫn thể hiện lúc đó thôi. Nhưng mà về nhà các bạn về phòng á, thì suy nghĩ và lo lắng cũng như là stress rất là nhiều. Đó là cái tâm lý á, của những bạn trẻ mà khi đi làm xa nhà và làm trong cái môi trường á, mà các bạn cảm thấy á, nó không thoải mái. Thực sự các bạn đi làm công ăn lương á, thì không có thoải mái đâu. Đó thực sự là như vậy ha. Còn đây thì mình chia sẻ cho em, đó là một số công ty nhá. Bạn nào mà đã đi rồi á, mà có những công ty tốt, uy tín và chất lượng á, nhiều người đã đi rồi và rất là tốt á, thì các bạn có thể giới thiệu thêm nhá. Tại vì ngoài Hà Nội á, thì cũng có nhiều công ty tốt lắm. Ở Đà Nẵng thì cũng có nhiều công ty tốt lắm. Và ở Sài Gòn cũng có rất nhiều trung tâm cũng như là công ty xuất khẩu lao động tốt ha. Thì mình biết công ty nào á, thì nhiều người đi rồi và khá là ổn á, và uy tín, thì mình giới thiệu. Chứ không phải là mình PR đâu các bạn nhá. Mình không có lấy cái gì từ cái này cả, chẳng qua là mình muốn giúp các bạn thôi. Vì qua đây ai cũng đi lao động cả, ai cũng kiếm tiền để giúp đỡ gia đình cả các bạn ha. Đó là công ty đầu tiên á, mà em nên tìm hiểu kỹ hơn á, và gọi điện cho người ta hỏi về cái thông tin nhiều hơn nhá. Đó là công ty ESU 2 á, nó có nhiều văn phòng lắm. Hà Nội nó cũng có, mà Đà Nẵng nó cũng có, Huế nó cũng có, rồi Vĩnh Long miền Tây này kia có rất nhiều chỗ á các bạn. Nhưng mình khuyên á, nếu như bạn mà muốn học luôn á, thì hãy vào thẳng Sài Gòn, vào thẳng cái cơ sở chính của nó, trụ sở công ty chính của nó mà học luôn nha. Đó là mình giới thiệu cho bạn như vậy. Thứ hai á, đó là công ty Nhật Duy Khang đó. Thì bạn có thể tìm hiểu thêm cái công ty Nhật Duy Khang đó ha. Thì như mình nói á, thì nếu như được á, thì bạn tìm hiểu rồi sau đó vào Sài Gòn học luôn. Nó ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, như mình biết lúc trước là như vậy nhá. Tại vì bên này á, thì mình làm việc và học và chơi rất là nhiều với anh chị em là đi bên ESU 2 đó. Mức phí là khá ổn và sự uy tín á, thì ok đó. Bạn có thể tìm hiểu thêm nhá, chứ mình không thể giúp đỡ bạn hết được. Mình cũng có thời gian để mình học hành đấy nhá. Đây là những công ty mà mình đã thấy rồi và mình đã gặp rất là nhiều rồi, và nó có rất nhiều năm kinh nghiệm trong cái việc đưa người lao động Việt Nam qua Nhật Bản làm việc rồi, cho nên bạn có thể tìm hiểu nhiều thông tin hơn nha. Cái thứ ba đó là công ty GDNet, mà nhiều bạn có thể biết rồi ha. Thì nó có cơ sở ngoài Hà Nội á, thì bạn có thể tìm hiểu thêm về công ty đó nha. Mức phí cũng khá là hợp lý đó, và cái uy tín á, thì cũng khá là ổn. Bạn có thể tìm hiểu nhiều thông tin hơn. Và công ty thứ tư á, mà bạn có thể quan tâm, đó là công ty Hải Phòng GSC nha. Bạn có thể tìm hiểu thông tin nhiều hơn trên mạng. Đặc biệt á, nếu như em á, bây giờ ở Việt Nam có thời gian mà dịch bệnh, cho nên là sức khỏe là em đề cao hàng đầu, hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe đó. Còn thời gian này á, thì em cứ lên mạng em tìm hiểu đi, dần ra 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng em tìm hiểu cho đầy đủ đã, rồi nói chuyện với gia đình ha. Rồi sau khi mà dịch bệnh nó ổn á, thì em hãy quyết định đi học nha. Đó là em chia sẻ như vậy. Còn bây giờ á, thì hãy ở bên gia đình á, thì nhiều khi em ở Việt Nam á, em muốn qua bên Nhật Bản, em muốn qua Hàn Quốc hoặc là đi đâu đó thật xa, những cái trải nghiệm mới á. Nhưng thực sự á, em đi đâu thì đi, rồi em cũng sẽ hướng về quê hương và gia đình thôi. Thực sự mọi người ở Việt Nam á, đều háo hức và mong muốn qua Nhật Bản này. Nhưng ở Nhật Bản khoảng một thời gian thôi á, thì công việc rồi cuộc sống á, thì nó không thoải mái bằng Việt Nam đâu. Và cái tình cảm gia đình là cái điều quan trọng nhất mà em muốn nói với em. Cuộc sống này ngoài tiền ra thì còn nhiều cái nó ý nghĩa lắm. Sức khỏe này, mối quan hệ này, rồi tình cảm gia đình, tình cảm yêu thương, yêu đương nhau. Đó rất là nhiều cái yếu tố nhá, chứ không phải vấn đề chỉ gọi là tiền bạc đâu không đâu. Đó là anh chia sẻ với em như vậy ha. Bây giờ còn trẻ thì cố gắng tìm hiểu kỹ đi, không sao đâu. Năm 18 tuổi, 19 tuổi á, mà biết tìm hiểu như thế này là tốt rồi đó. Xem YouTube á, mà biết những cái kênh như thế này thì rất là tiền. Cách đây mấy năm trước á, thì nhiều khi á, em không biết hỏi ai cả, hỏi nhiều khi người ta không trả lời nữa đâu. Đấy, thực sự là như vậy ha. Bây giờ thì YouTuber rất là nhiều rồi, có nhiều anh chị á, thì họ sẵn sàng và giúp đỡ nhiệt tình cho các bạn. Thì đó là một điều may mắn cho các bạn nhá. Cho nên các bạn hãy biết ơn vì những cái điều đó.
đây, mình đang đi làm cả đêm đó, làm 12 tiếng, làm từ 8 giờ tối đến 8 giờ sáng ngày mai là được về. Thì cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé, rèn luyện thể chất thật là tốt vào. Ngay cả bản thân của mình nhé, qua bên Nhật Bản này rồi thì những lúc rảnh rồi á thì mình cũng tranh thủ chạy bộ, tập thể đất á, để rèn luyện sức khỏe của mình. Và mình luôn luôn chúc các bạn xem kênh YouTube của mình á thật nhiều sức khỏe, chúc gia đình của các bạn á thật nhiều may mắn trong cuộc sống này. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều nhé, và nhờ các bạn nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ mình nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.